Sóng nhiệt ở Trung Quốc thật sự là điên rồ. Trung Quốc gần đây đã có cái tháng nóng nhất trong lịch sử nhân loại. Điều này làm tan chảy dép tông, có thể nấu được bánh kết và thậm chí là ô tô phải mang thai nếu mà để chúng ở ngoài nắng quá lâu. Nhưng đây mới là điều sẽ thổi bay tâm trí của bạn. Khi mà ngoài trời thật sự nóng ở Trung Quốc thì để mà thoát khỏi cái nóng này, mọi người đã tràn vào các khu mua sắm và trung tâm thương mại. Họ không mua sắm mà chỉ để ngồi trong đó để mà có máy lạnh thôi. Họ lấp đầy các lối đi và cầu thang. Như là cái đoạn phim này cho thấy là một người đàn ông đang nằm ở dưới sàn, chân thì gác lên vào cái tủ lạnh, rồi là tay đang chơi điện thoại. Và ở những nơi khác trong cửa hàng, có vẻ như một chàng trai được nhìn thấy là đang ngồi trên một cái tủ lạnh chứa đầy thịt. Khi mà IKEA lần đầu tiên ra mắt tại Trung Quốc thì nó được gọi là phòng ngủ cho người dân. Lúc đầu thì IKEA chống lại bằng cách là cho nhân viên đi xung quanh, yêu cầu mọi người là không được ngủ lại ở trên giường. Thế nhưng mà vì tần suất của nó quá nhiều, và cuối cùng họ đã phải bỏ cuộc. Một siêu thị cho biết là một ngày có tới 300-400 người tới. Theo báo cáo thì những người trẻ vào đây và họ tự lấy remote để mà bật máy lạnh. Đây là một thế hệ mà họ đang phải sống tiết kiệm. Tất cả cuộc sống của họ là đang đi tìm những sự thay thế miễn phí. Và họ thấy cái việc bật điều hòa là một cái sự lãng phí tiền bạc. Và ngoài ra nữa, phần lớn những cá nhân này cũng là người cao tuổi, làm cho nhân viên ở đây cảm thấy khó khăn hơn khi mà nói họ. Và vì họ ở đây còn có mùi hôi chân làm ảnh hưởng đến cả những khách hàng khác. Nếu mà yêu cầu họ rời đi thì họ thường tỏ ra khó chịu, vì họ nói rằng là họ đang làm ơn cho siêu thị, vì họ ở đây giúp cho siêu thị cảm giác là đông hơn.